Bệnh nhân 33 tuổi này có tiền sử hút thuốc lá 15 năm nay. Đã nhiều lần có ý định bỏ thuốc nhưng bất thành và chỉ đến khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi đã di căn, bệnh nhân này mới chính thức bỏ thuốc. Hiện anh đã được làm sinh thiết và đang chờ phác đồ điều trị từ bác sĩ. Và đây cũng là thực trạng chung của phần lớn các bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện ca. Cái thời điểm tôi hút nhiều nhất là thuốc lá đó, thì chắc một ngày cũng phải một bao rưỡi đến hai bao. Và tôi bỏ hẳn là khi mà tôi phát hiện ra bệnh. Và các bác sĩ có nói nghi ngờ là do, một là do thuốc lá tôi hút lâu, hai là cũng có thể do thuốc lá điện tử. Nên là tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng hãy tránh xa thuốc lá. Và đặc biệt là ai mà đang hút thuốc lá mà muốn bỏ là bỏ luôn, chứ đừng có sử dụng qua thuốc lá điện tử nữa. Tôi thì thời sinh viên tôi đã hút thuốc dê rồi. Tức là cái thuốc vê tay kia đã hút thời sinh viên rồi. Sau ra trường là tiếp tục hút thuốc gói. Nhất là làm đêm thì hầu như là đêm hút cả đêm. Từ buổi tối 7 giờ tối đến 5 giờ sáng có hôm hút gần 3 bao. Tại khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viện ca, đa phần các bệnh nhân ung thư phổi vào đây khi điều tra dịch tễ đều có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm. Đây cũng được xác định là nguyên nhân chính của bệnh lý ung thư phổi hiện nay. Các bác sĩ cho biết những bệnh nhân này chỉ bỏ thuốc khi biết mình đã mắc ung thư. Thuốc lá liên quan đến ung thư phổi rất rõ ràng. Để cơ chế cũng như các cái hoạt chất hóa học trong cái thuốc lá mà có liên quan đến ung thư thực nghiệm. Thì hiện nay với ở khoa chúng tôi cũng như các cái bệnh viện khác cũng thôi, thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi vào đây có từ 85 đến 90% là có liên quan đến thuốc lá. Như chúng ta đã biết đấy, thì trong khói thuốc lá thì các nhà khoa học người ta đã phân tích được ra một chất, đó là 3,4-benzopyrene, là một chất mà gây ung thư thực nghiệm rất rõ ràng và rất cao. Ngoài ra trong cái khói thuốc lá người ta cũng phân tích đến có từ 2.500 đến 400 các hoạt chất hóa học mà gây độc hại khác nhau. Bên cạnh là nguyên nhân chính gây bệnh lý ung thư phổi và một số bệnh lý ung thư khác vùng đầu cổ, thì những bệnh nhân mắc ung thư phổi có nghiện thuốc lá còn khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn hơn so với các bệnh nhân ung thư không hút thuốc. Với những người hút thuốc lá thì thường cái đường hô hấp của người ta là viêm nhiễm mãn tính. Đấy, viêm nhiễm mãn tính do khói thuốc lá rồi do vi khuẩn và tăng xuất tiết. Đấy, vì vậy trong điều trị chúng tôi, đặc biệt trong phẫu thuật, thì với bệnh nhân hút thuốc lá nhiều thì mà chúng ta mổ ngay là cũng rất dễ gây ra những cái biến chứng viêm phổi cũng như biến chứng rồi tử vong sau mổ. Vì vậy thông thường chúng tôi đến với chúng tôi, bệnh nhân mà hút thuốc lá nặng thường chúng tôi phải cho cai thuốc trước, hoặc chúng tôi cho những cái điều trị mà chống viêm kháng sinh trước để cho đường hô hấp nó sạch, nó ổn định, chúng tôi mới bước vào cuộc mổ. Còn đương nhiên với những người mà người ta không có tiền sử hút thuốc lá, đến đây chúng tôi tiến hành vào điều trị ngay được. Các bác sĩ khuyến cáo thuốc lá vô cùng độc hại và nó có mối liên hệ mật thiết với bệnh lý ung thư và tim mạch. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người hút mà còn ảnh hưởng đối với những người không may hít phải khói thuốc lá thụ động. Vì vậy, để dự phòng ung thư phổi thì việc không hút thuốc lá đóng vai trò vô cùng quan trọng.